White Dino Ranger, khủng long sấm sét mạnh nhất. Trent Fernandez, một học sinh tại trường trung học Riverside, con nuôi của tỷ phú, tiến sĩ Anton Mercer, người từng gặp tai nạn trong một cuộc thí nghiệm và biến thành con quỷ Mesogorgh. Trent phát hiện ra một cổng không gian trong phòng của ông và được đưa tới hang ổ của Mesogorgh, nơi anh tiếp xúc với White Dino Gem được tái tạo bởi bè lũ của hắn, khiến anh mất kiểm soát và trở thành một Evil White Ranger trong một thời gian. Sở hữu một con xe Dino ATV xịn sò, một cỗ máy hủy diệt cùng sức mạnh tuyệt đối. Ban đầu, anh đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các Dino Ranger, nhưng sau khi hợp tác với Mesogorgh, anh bị nghi ngờ là kẻ phản bội và bị hắn hút cạn năng lượng. Đúng lúc ấy, Mesogorgh đã biến trở lại thành Anton Mercer và ngăn cỗ máy lại, tình cờ gây ra một vụ nổ giúp hóa giải con quỷ trong Dino Gem của anh. Anh đã mở khóa chế độ Super Dino Mode và giúp các Dino Ranger đánh bại Copy Otter, đồng thời cứu mạng thầy giáo Tommy Oliver. Dần dần, họ quyết định tin tưởng Trent, nhưng anh phải đối đầu với chính bản sao độc ác của mình mà Zeltrek đã tạo ra. Sự thật là chỉ một White Ranger được phép tồn tại, nên họ đã có một cuộc chiến sống còn. Cuối cùng, Trent đã đánh bại được bản sao của mình một lần và mãi mãi.